Rồi chào mừng các anh chị đến với buổi dâm tối ngày hôm nay Chúc các anh chị buổi tối Chán đi nắng luôn. Dạ là... yeah, ok Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã xem Cũng như là có mặt trong buổi dâm này Cảm ơn các anh chị I love you thank you Và hôm nay thì theo có một cái buổi chia sẻ Cho các anh chị Mình cần phải học cái cách khai phá Con cực kỳ quan trọng Và bản thân thiếu là trước đây là theo không có biết cách xây dựng công việc kinh doanh cũng không biết cách khai phá người phi thường mấy trăm rồi ạ à. cho tôi hỏi rằng là bao nhiêu anh chị ở đây mình đang có làm kinh doanh ạ à? hoặc là các anh chị mới bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh hả à, các anh chị có mà anh chị có thể comment số 1 được không cho tôi hỏi là bao nhiêu anh chị ở đây mình đang có nhiều cái nỗi sợ hãi ạ à? nhiều cái nỗi sợ hãi và về không có dám làm cái gì hết á không dám làm cái gì hết á nghe cái gì mà kinh doanh rồi đó là sợ lắm, hoặc là nghe cái gì mà đặt mục tiêu Là không có dám làm, thấy nó xa vời lắm, hoặc là đặt cho mình một cái mục tiêu gấp đôi lợi nhuận lên là thấy là không có dám rồi, ấy hoặc là các anh chị có nói chung các anh chị có nhiều nỗi sợ hãi bên trong của mình à, có không ạ? À? Có không các anh chị ơi? Nếu như có các anh chị comment có. À, comment có giống em được không rồi vậy thì có một cái điều đó chính là dạ trước khi mà em theo đến với môi trường câu lạc bộ các anh chị ha theo cũng là cái người có rất là nhiều cái mong muốn theo rất là mong muốn mình có thể tự do tài chính tự do thời gian lo được cho cha mẹ uh, lo được cho bản thân của mình nhưng mà mình có nhiều cái nỗi sợ thì rất 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 là may mắn chính là em theo được gặp môi trường câu lạc bộ thì mình mới hiểu được một trong những cái thứ đó chính là mỗi anh chị ở đây mình đều có một cái tâm thức ở bên trong và à, các anh chị muốn mà mình có thể xây dựng hoặc là chinh phục mọi mục tiêu của các anh chị thì chúng ta cần phải học cái cách khai phá con người phi thường bên trong của bạn đặc biệt là nếu như các anh chị đang có cái mong muốn là mình có thể xây dựng công việc kinh doanh có thể gia tăng được lợi nhuận chinh phục cuộc sống tự do tài chính thì nó rất 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 là quan trọng là các anh chị phải học cái cách Cai mở con người phi thường bên trong các anh chị ha phải làm cái điều này các anh chị rất 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 là quan trọng đấy và em nói với anh chị rằng là trước khi mà em đến như môi trường của lạc em chưa biết cái điều này á thật sự là em giống như là một cái con người gọi là cái gì sợ hết á mình mình nhỏ bé lắm em nhớ cái thời điểm mà em mới bước chân vào nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ thì uh, trong cái nhóm rèn luyện này á thì mình sẽ được khai phá con người phi thường bên trong thì uh, các chị có nghe rõ không bao nhiêu chị mình nghe rõ thì có thể comment là tôi đang nghe rõ được mà có không các anh chị có đang nghe rõ không ạ à? chưa được rõ lắm đúng không <laughs> chưa được rõ lắm anh chị nào nghe rõ mình comment là tôi đang nghe rõ nha ok dạ rồi thì cái thời điểm đó là thật sự là theo có nhiều nỗi sợ lắm các anh chị thật và em đi làm kinh doanh em kể cho anh chị nghe cái thời điểm đó là em đi làm kinh doanh thì đi làm kinh doanh thì lúc đó em được nhiều người hướng dẫn cho em là phải đi tìm kiếm khách hàng đúng không thế em nói các anh chị là là mình đi làm kinh doanh thì chắc chắn là cái sản phẩm dịch vụ của mình là nó rất tốt rồi mình biết nó tốt thì mình mới làm kinh doanh đúng không các anh chị nhưng mà không có hiểu sao mà mình bước ra đường mình gặp khách hàng á là mình mình phát tờ rơi cho khách hàng á mình kiểu như mình giới thiệu sản phẩm á mình sợ lắm các anh chị mình sợ bị từ chối rồi mình sợ khách hàng sẽ từ chối mình rồi mình sợ người ta không đón nhận mình rồi mình sợ rằng là người ta sẽ xua đuổi mình rồi nói chung là mình có rất là nhiều nỗi sợ và cho đến khi mà 5 năm sau cái nhà 5 năm sau thì mặc dù á, là mình mình đã trôi qua 5 năm rồi nha nhưng mặc dù là mình đã tập tành kinh doanh rồi mình mò mẫm 5 năm sau luôn rồi mà cho em nhớ rằng là cái năm 5, 5 năm sau đó em đi làm một cái kinh doanh một cái sản phẩm khác thì lúc đó em theo cũng đi tìm kiếm khách hàng xong là em theo phải chạy xe ra ngoài đường đó, chạy xe đi tìm kiếm những cái cái cửa hàng để mà mình mình xin người ta mình xin người ta cho mình được được bán hàng cho họ đó thì khi mà tới cái cửa hàng đó rồi đứng trước cửa hàng rồi để diện xe tới là đứng trước cửa hàng xuống xe rồi xách cái túi hàng trên tay rồi nhưng không có dám bước vô sợ sợ bước vô ta đuổi mình sợ bước vô người ta ta xua đuổi mình rồi sao thật sự thì nói về cái chuyện mà đi kinh doanh với em thật sự lúc đó nó rất là một cái điều sợ hãi Đấy, và hoặc là khi mà mình mình gặp một cái người nào đó mà họ hư giỏi hơn mình một tí đó, là mình không có dám nói chuyện nha mình không có dám nói chuyện bởi vì mình thiếu cái sự tự tin mình thiếu cái sự tự tin nè mình thiếu cái cái gọi là mình không có dám cái gì hết trơn á anh chị rõ không ạ à? hoặc là mình mình đi ra ngoài đường mình đặt một cái mục tiêu nào mình cũng không có dám hoặc là đi đi ra ngoài đường mà đi chạy xe máy mà mình nói mình chạy xa quá mình cũng không dám đi nữa cái gì cũng sợ hết trơn bao nhiêu chị đây mình đang vậy mình cầu mình số một giùm em được không ạ à? mình số một <laughs> ok rồi em tôi sẽ nói cho các anh chị nghe nhé có một cái cách sẽ giúp cho các anh chị loại bỏ tất cả những cái nỗi sợ hãi này nếu như các anh chị có thể khai mở được con người phi thường bên trong của các anh chị ghê khai mở con người phi thường cho các anh chị ha thì anh chị biết không ạ à, lúc đó theo rất rất là sợ sợ nó có những cái nỗi sợ trong tâm hồn mình không có biết được các anh chị sợ cái gì nữa anh chị biết không ạ à. sợ nào là sợ không kiếm được tiền sợ không giữ được tiền mình sợ là sau này á, mình không có tiền á, mình không khỏe rồi mình già rồi mình xấu xí rồi sao rồi mình sợ là cha mẹ của mình sau này á, cha mẹ mình lớn lên cha mẹ mình Uh, có tuổi rồi á thì cha mẹ mình không khỏe mạnh không còn ở với mình nữa thì sao rồi nó sợ đủ thứ gì cái gì cũng sợ hết rồi ở trong nhà một mình cũng sợ rồi đi ra ngoài đường kinh doanh buôn bán cũng sợ làm cái gì cũng sợ À, các anh chị và thưa thật sự là rất là rất rất, rất là may mắn cái thứ mà em theo dẹp bỏ được cái nỗi sợ đầu tiên Nó chính là em thưa không còn sợ kiếm không không kiếm được tiền nữa à, cái nỗi sợ đầu tiên có theo loại bỏ được khi mà em theo rèn luyện trong nhóm này luyện thân tâm trí đúng không có ba ngày thôi nha nên là chỉ có ba ngày thôi thì em theo được làm một cái quy trình gọi là quy trình khai phá con người phi thường bên trong thật sự là chỉ có ba ngày thôi mà em theo coi như là trở thành một con người khác hoàn toàn cực kỳ tự tin luôn và ngày hôm nay em theo sẽ chia sẻ một phần cái kiến thức mà em theo học được cho các anh chị đấy và nếu như các anh chị có ý định đi kinh doanh thì em theo phải khuyên các anh chị là phải khai mở được con người bên trong của mình thì mình hãy học kinh doanh và làm kinh doanh bắt tay vô học kinh doanh là có nhà được không các anh chị ơi còn nếu mà chưa thì sao ạ à? thôi 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 đừng có làm đừng có làm nhá nó nó gặp đủ thứ chuyện trên cuộc đời lắm ok không ạ à? và và em nói các chị rằng là mình làm một cái gì đó mà mình sợ hãi mình thiếu sự tự tin thì có làm thành công được không không chắc chắn là không mình làm bất cứ thứ gì mà mình thiếu sự tự tin nè mình có nhiều nỗi sợ hãi nè là mình không làm gì cho nên trò được hết nên là em nói với chị rằng là khai mở con người phi thường bên trong trước đi làm cho nó bùng nổ ra nó mạnh mẽ ra nó bứt phá ra rồi làm gì nè ok ở đây là là gì ạ à? kể từ giây phút này trở về đi các anh chị sẽ nói với theo rằng là gì ạ à? tôi có thể làm tất cả mọi thứ bằng sức mạnh phi thường bên trong tôi được không ạ à? anh chị có thể comment câu này giúp em được không ạ à? ok hôm nay có một số anh chị mới có khi các anh chị chưa dám nói câu này nhưng mà mình sẽ cá cược với nhau trước mình sẽ cá cược với nhau trước ha bây giờ các chị hãy thử comment xuống nè à. tôi có thể làm được tất cả mọi thứ bằng con người phi thường bên trong tôi ok comment trước đi các anh chị cứ comment đi nha Tôi có thể làm được tất cả mọi thứ bằng sức mạnh phi thường bên trong tôi nha. Hey. Mà ăn dạo này nó hơi đẹp đẹp. Rồi chúng ta sẽ kết hợp với nhau nhé. Mong rằng là sau cái phần uh, theo chia sẻ cho các anh chị trong những trong năm ngày tới thứ hai thứ ba, thứ ba thứ năm thứ sáu trong năm ngày tới thì sẽ giúp cho các anh chị có một cái nền tảng thật sự rất là tốt trong cái việc khai phá con người phi thường trong của mình trước khi các anh chị xây dựng công việc kinh doanh của mình nhé. Rất 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 là quan trọng và có khi cái kiến thức này nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của các anh chị bởi vì nó đã thay đổi cả cuộc đời của thư và có một cái câu nói mà thư phải tặng các anh chị đó chính là cái gì các anh chị không biết cũng được cái gì cũng không biết cũng được nhưng có một cái thứ duy nhất các anh chị cần phải biết đó chính là phải biết cách khai phá con người phi thường bên trong phải biết cách vận hành con người phi thường bên trong của bạn để chinh phục mọi mục tiêu không cần biết cái gì cũng được nhưng mà phải biết cái gốc rễ này khi mà các anh chị biết cách khai phá con người phi thường bên trong của mình chinh phục được mọi mục tiêu thì nó sẽ giúp nó sẽ làm cái công cụ giúp cho các anh chị thu hút thật là nhiều, nó thu hút những cái thứ anh chị cần biết để đạt được mục tiêu của các anh chị, được không ạ? Rồi, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai tại sao các anh chị phải khai phá con người phi thường bên trong trước khi mình làm kinh doanh là bởi vì sao ạ? À? Bởi vì các anh chị biết rằng là cái con người cái con người phi thường bên trong các anh chị đó chính là cái tâm thức bên trong của anh chị và các anh chị có nghe câu rằng gì ạ tâm sinh tướng chưa à mình nghe câu tâm sinh tướng vậy các anh chị ấy tâm sinh tướng tâm an vạn sự an ok tâm an trí sáng đấy tâm an vạn sự an tâm an trí sáng Sinh tướng, Đó. Cái, có nghĩa là nếu như cái tâm của các anh chị nó bình an, thì trí não các anh chị nó mới sáng, nó mới sáng dạ, nó mới có những cái ý tưởng, nó có những cái gọi là gì ạ, những cái đưa ra những cái quyết định thông minh. Mà em hỏi các anh chị, anh chị làm kinh doanh, anh chị là người làm kinh doanh đúng không ạ? Anh chị làm kinh doanh thì mình cần phải có những cái tư duy chiến lược, mình phải có một cái khả năng tập trung cao độ đúng không ạ? Nhưng nếu như tâm các anh chị không bình an thì trí anh chị sáng được không? anh chị có được ý tưởng không? anh chị có được ý tưởng để mà mà phát triển công việc kinh doanh của mình không? mình trí của mình nó có sáng để mà mình có thể nhìn ra được rằng là mình nên kinh doanh cái gì, mình nên làm cái gì để, để phát triển công việc kinh doanh của mình không? có không anh chị ơi? đấy. vì vậy nên nếu như mà các anh chị không làm chủ được cái tâm thức của mình, được không ạ? cái con người phi thường bên trong của các anh chị đó chính là cái tâm thức của các anh chị nếu như các anh chị không làm chủ được cái tâm thức thì à, các anh chị sẽ không mở khai mở được cái trí tuệ của mình và các anh chị đi làm kinh doanh mà mình không khai mở được trí tuệ thì mình chắc chắn mình sẽ không thể nào gia tăng được lợi nhuận không thể nào bùng nổ được doanh số không thể nào mà xây dựng công việc kinh doanh hiệu quả chưa kể là các anh chị phải xây dựng công việc kinh doanh tầm cỡ quốc tế rồi mình còn phải xây dựng thu nhập tạo thu nhập thụ động nữa các anh chị rõ được ý em nói không ạ à? Ok, và cái yếu tố thứ ba Tại sao các anh chị phải làm chủ Cái tâm thức của mình Tại sao các anh chị phải khai mở Con người phi thường ở trong của mình Tại vì sao ạ Tại vì cái tâm của các anh chị Nó sẽ thông qua luật hấp dẫn Rồi <laughs> các anh chị nghe rõ không ạ Anh chị nghe rõ, anh chị comment là nghe rõ Giùm em để em em, vắng, em chia sẻ tiếp nha Ừm uhm. Dạ rồi cảm ơn các anh chị vậy lý do thứ ba nè đó chính là gì cái tâm thức của các anh chị á, tâm thức của các anh chị nó sẽ nó sẽ thông qua luộc hấp dẫn các anh chị ở đây mình đã từng nghe đến luật hấp dẫn chưa ạ à? mình có nghe luộc hấp dẫn chưa các anh chị ơi nghe rồi đúng không vậy thì có một số anh chị mình chưa biết nhưng mà em sẽ nói sơ qua nhá nhưng là tâm thức của các anh chị á, nó sẽ thông qua luộc hấp dẫn nó sẽ thu hút những cái sự kiện những con người những quý nhân phù trợ những cái khách hàng tiềm năng rồi đó có nghĩa là những quý nhân phù trợ đến để mà giúp đỡ các anh chị đạt được cái mục tiêu mà các anh chị đưa ra đúng không ạ vậy thì bây giờ em hỏi các anh chị rằng là nếu như các anh chị không có làm chủ được cái tâm thức của mình mình không làm chủ được nó thì cái tâm thức của các anh chị nó sẽ thu hút nó sẽ thu hút những cái vấn đề những cái rắc rối tới khiến cho các anh chị gặp nhiều cái rắc rối hơn và các anh chị phải lo xử lý vấn đề bao nhiêu anh chị ở đây mình đã từng là gì vậy? cố gắng xử lý rất là nhiều cái vấn đề hết vấn đề này đến vấn đề khác cứ liên tục như thế và mình bị áp lực mình bị áp lực mình bị chết mình bị chết mình mình cảm thấy bị áp lực bị chết nhiều cái chuyện mà mình phải xử lý không ạ khó không anh chị ơi Đơn giản lắm Bởi vì sao? Bởi vì anh chị không có làm chủ cái tâm thức của mình Không có biết khai phá của người phi thường bên trong Không có biết làm chủ được nó Không có cầm đầu được nó ha Mà nó đang cầm đầu các anh chị đấy Ok mà anh chị có hiểu được không? Vậy thì anh chị có hiểu được cái lý do tại sao Mình phải làm chủ được cái tâm thức mình chưa? Đấy Và một cái lý do nữa Chính là khi mà anh chị xây dựng công việc kinh doanh Thì cái khả năng mà tập trung cao độ để mà tạo ra được cái lợi nhuận cho mình rất rất là quan trọng anh chị công nhận không ví dụ như nếu như các anh chị xây dựng công việc kinh doanh mà các anh chị không tập trung là tháng này mình sẽ làm ra bao nhiêu tiền lợi nhuận mình không có được khả năng tập trung đấy thì các anh chị cũng sẽ không có chinh phục được vậy thì nếu như các anh chị làm chủ được cái tâm thức của mình các anh chị làm chủ được tâm thức của mình các anh chị hướng cái tâm của mình hướng cái tâm của mình tập trung vào cái lợi nhuận của mình. Tập trung vào cái lợi nhuận của mình là mình làm ra được bao nhiêu tiền lợi nhuận trong một tháng đấy. Mình sẽ tạo ra được bao nhiêu tiền lợi nhuận từ công việc kinh doanh của mình đấy. Mình sẽ hướng cái tâm của mình, cái tâm của mình nếu như các anh chị, cái tâm của các anh chị đây, nếu như các anh chị làm chủ được nó thì anh chị có thể hướng cái tâm của mình vào cái lợi nhuận của mình đúng không ạ? Nhưng nếu anh chị không làm chủ được nó thì nó sao ạ? À, nó sẽ hướng lung tung lúc thì nó nghĩ về quá khứ lúc thì nó nghĩ tới thất bại lúc thì nó nghĩ về tương lai lúc thì nó kéo các anh chị à, đi chơi nét à, đi xem phim lúc thì nó kéo các anh chị là à, à, thôi đi mua sắm đi rồi Và lúc thì nó kéo các anh chị là đi chơi đi Đó. nó làm cho cái sự tập trung mà nó kéo các anh chị nào là đi chơi đi làm những cái chuyện vô bổ rồi đi làm tùm lum tà la cuối cùng sao họ quên luôn cái mục tiêu lợi nhuận kinh doanh là gì quên mất tiêu. Đấy. Nhưng nhưng sao nhưng các anh chị làm chủ được cái tâm thức của mình sao ạ? À? Anh chị cầm nó lại. Ê. À, ví dụ nó hướng các anh chị đi 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 xem phim đi hồng 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 mình phải gì mình phải tập trung vô lợi nhuận ờ, phải tập trung vô lợi nhuận xây dựng công việc kinh doanh nhá ờ, hoặc là nếu mà nó hướng các anh chị là gì ờ, đi tám chuyện đi tám chuyện đi thôi ờ, thôi thôi không được không được mình phải tập trung vào lợi nhuận ờ, tháng này là mình xây dựng công việc kinh doanh tạo ra bao nhiêu lợi nhuận một tháng nè tập trung vô rồi ví dụ như anh chị nó hướng các anh chị là nghĩ về quá khứ hồi xưa mình đã thất bại nhiều lắm bây giờ chắc mình không thành công được đâu không 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 hướng về đây hướng về đây đây. Mình đang học kinh doanh mà mình xây dựng công việc kinh doanh Mình sẽ tạo được lợi nhuận như mình mong muốn Hướng vô đây, hướng vô đây Các anh chị rõ không? Ừ. Vậy thì các anh chị đã hiểu được lý do Tại sao mình cần phải xây dựng cho mình Mình cần phải khai phá Con người phi thường ở trong của mình Và à, mình phải làm chủ được Cái tâm thức của mình chưa ạ à? để Trước khi mình xây dựng công việc kinh doanh chưa các anh chị ơi Anh chị thấy có quan trọng không? Các anh chị có thấy nó quan trọng không ạ? À? Dạ không có quan trọng Nhưng mà nó rất 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 là quan trọng <laughs> Nó cực kỳ quan trọng Nó nó nó, nó quan trọng vô cùng Nên nếu như anh chị nào ở đây á, Mà mình làm công việc kinh doanh Mà mình nó chưa có dễ dàng nè Nó chưa có thuận lợi nè Rồi nó chưa có thoải mái nè Thì đơn giản thôi Đơn giản thôi hãy cho phép mình làm sao để mình khai mở cái con người phi thường ra này. Ha, à, các anh chị nhớ. Ok. Đấy, vì vậy nên là em theo từ ngày em theo biết được nhóm rèn luyện thân tâm trí Mình biết cách khai phá con người phi thường mình ra Thì em nói là cuộc sống của em nó nhẹ nhàng lắm nha anh chị nha Thoải mái lắm Và anh chị biết mà em đã từng chinh phục nhờ cái khai phá con người phi thường bên trong mà Em đã chinh phục được rất 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 nhiều mục tiêu Em đã chinh phục có những cái mục tiêu lợi nhuận trong công việc kinh doanh của mình ha Mình cũng rất là nhờ nó rất là nhiều Trong quá trình mình xây dựng công việc kinh doanh mình gia tăng được lợi nhuận Hả các anh chị và em theo cũng đã chinh phục được cuộc sống tự do tài chính à, kể cả cái việc mà em theo thay đổi cái body của mình ha mình thay đổi cái body của mình nè à, mình xây dựng công việc kinh doanh nè tất cả mọi thứ em đều sử dụng cái con người phi thường bên trong cái gì nhé không những em theo áp dụng vào công việc kinh doanh đâu mà em theo còn áp dụng vào à, dạ, vào à, um, Vào cái gì chứ không vào sức khỏe nè vào mà gọi là gì xây dựng mối quan hệ nè. Đó rất rất là nhiều luôn. Đặc biệt là công việc kinh doanh em theo cực kỳ phát triển ha. Đấy, em theo đã thay đổi được cái body của mình từ 39 kg lên được 45 kg nè. Rồi em theo cũng xây dựng được cho mình một công việc kinh doanh tự động hóa, tạo ra cái thu nhập thụ động đủ để mình có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Em theo cũng đã được từng đi xem ngân cúp cùng với các anh chị câu lạc bộ nè rồi đi đến được uh, dubai sắp tới là mình sẽ đi dubai nữa đó các anh chị nào đây mà mình 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 muốn đi thì uh, <laughs> uh, mình đi cùng nhé uhm. mà muốn đi thì phải có tiền đấy ừ, đi du lịch là phải có tiền nha đó thì muốn có tiền thì tập trung làm kinh doanh đi tập trung học kinh doanh là kinh doanh đi ạ à. ấy thành ra là em theo đi nhật bản nè rồi em theo đi uh, hạng thương gia nè em theo đi hàn quốc nè À, và em theo um, xây nhà cho mẹ nè em theo đi Dubai nè hưởng được những dịch vụ tuyệt vời nhất trên thế giới nè Em theo đi Thái Lan nè theo tổ chức sinh nhật nè theo sở hữu cho mình chiếc xe ô tô nè theo dẫn mẹ đi du lịch nè rồi theo uh, có những video xịn sò nè đi đi uh, đến những nhà hàng sang trọng nè đấy em theo đi được xem World Cup nè Ở, theo đi qua Châu Âu luôn rồi đi qua Châu Âu luôn nè đi đến Pháp nè nè đi theo uh, ăn nhà hàng trên không cái hồ bơi vô cực nè luyện um, cao bắp nè rồi à. ấy rồi theo giờ theo nâng tầm phong cách sống ha là xây dựng uh, nâng tầm phong cách sống của mình là theo đi châu Âu này đến thụy sĩ nè thụy sĩ nè đi đến ý nè Đó, đến ý nè ok mà thiệt vời thì vời ok các okay, anh chị ơi thế là dạ à. thư cũng đã từng áp dụng rất là nhiều nên là các anh chị khá là yên tâm nha thấy em thư chia sẻ là anh chị yên tâm là bởi vì sao đã có người làm được rồi có nhiều người làm được rồi thế thì mình học từ nhỏ này thì chắc chắn là mình cũng sẽ biết được cái gì đó đúng không không ạ à. thật ra là khoe ra để làm nhiều cho các anh chị biết rằng là em cũng cũng có giá trị đó nghĩa là em cũng đã từng áp dụng thành công là khoe ra cho các anh chị thấy Giờ không khoe ra sao thấy đúng không? Phải khoe ra thôi. Có một số anh chị nói theo sao mà khoe mẻ thế. Thì giờ em hỏi các anh chị em không khoe ra sao anh chị biết? Ồ, ừ. bởi vậy không khoe ra sao biết đúng không? Thế là không khoe ra thì làm sao biết mà không biết thì sao? Không biết thì không cho theo hướng dẫn. Theo hướng dẫn không thèm nghe. Đó, theo giúp đỡ không thèm tin. Không tin thì đâu có hiệu quả. Đúng chưa? Ừ, đó. Bởi vậy nên là thông cảm nha Cái ngày nào cũng phải lên Cũng phải sâu ra miếng vậy đó Để cho các anh chị tin chứ Chứ bây giờ em cứ giấu giấu Diếm diếm thì anh chị sao tin được Sao biết đâu mà tin Đó đây là mỗi ngày Ngày nào cũng phải khoan miếng Phải cho phép khoan miếng nha Tại vì sao phải người thành công đó là gì Là quảng bá Hồi nãy giờ theo đang quảng bá Thì anh chị biết rằng là theo đã từng áp dụng được rồi nó từng rèn luyện thành công rồi nên là theo biết đấy đây là phải phải sâu ra cho các chị thấy rằng là à, nhỏ đó nó không làm được rồi thế thì giờ mình cũng sẽ làm được <laughs> ok chưa đúng rồi nhá nên, nên là, phải, phải thấu hiểu nha chứ đừng có nói rằng là ủa sao theo cứ khoe hoài wow. <laughs> dạ thông cảm nha phải khoe bắt buộc phải khoe khoe ra mới tin chứ không khoe ra sao tin ok ha rồi vậy thì bây giờ đầu tiên các chị phải hiểu dùm theo này ghi xuống ghi xuống thì trước khi mà các anh chị sử dụng một cái gì đó, anh chị công nhận như theo không ạ? À? Trước khi mà mình sử được một sử dụng được cái gì đó thì sao? Thì mình phải sao? Thì mình phải hiểu được cái gì? Nếu mà mình muốn ví dụ anh chị muốn mua cái nồi cơm điện về nhà. Bây giờ mình muốn sử dụng cái nồi cơm điện để mà mình nấu cơm cho nó ngon thì thì mình phải biết cái gì? Thì mình phải biết cái gì ạ? mình phải biết được cái gì à? mình phải biết được cái cái nguyên lý vận hành của nó đúng không ạ? À? đấy hoặc là bao nhiêu số anh chị đây mà làm kỹ sư đúng không ạ? À? ở đây có anh chị nào làm kỹ sư không? có anh chị nào mà làm kỹ sư không? các anh chị làm kỹ sư cầu đường không? cho em hỏi rằng là để mà các anh chị để mà các anh chị thiết kế ra được một cái cái gọi là một cái cầu đường nào đó một cái một cái thiết bản thiết kế nào đó thì các anh chị phải hiểu được những cái nguyên lý vận hành vật lý rồi đúng không ạ? À? Mình phải hiểu được những cái nguyên lý vận hành thì mình mới thiết kế ra được. thì bây giờ em hỏi các anh chị rằng để mà các anh chị có thể sử dụng cái sức mạnh phi thường bên trong của mình để nó giúp các anh chị đạt được mục tiêu nè, gia tăng lợi nhuận nè, xây dựng công việc kinh doanh nè, cải thiện sức khỏe nè, hòa hợp mối quan hệ nè, để nó giúp các anh chị đạt được mục tiêu của mình ấy thì các anh chị phải biết cái gì? để trả lời nghe coi. phải biết cái gì ạ? biết cái gì đây? Cho nói nãy giờ mà không biết cái gì là thôi luôn đó. Chúng ta phải biết cái gì à? À, mình phải biết cái cách hoạt động của nó làm sao. Mình phải hiểu được nó đúng không các anh chị? Mình phải hiểu được thì mình mới xài được. Nói chưa ạ? À? Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói sâu qua một số anh chị mới để mình hiểu được cái cách vận hành của tiềm thức là cái gì. Anh chị ha. À, À, tâm thức mỗi anh chị đây mình sẽ có một cái tâm thức tâm thức bên trong một cái anh chị thì hồi nãy giờ em theo nói rằng là anh chị nào mà khai mở được cái tâm thức của mình làm chủ được cái tâm thức của mình thì có nghĩa rằng là anh chị đang khai phá con người phi thường bên trong anh chị rõ chưa ừ à, anh chị hiểu được chỗ này chưa có nghĩa là nếu như à, mà tâm thức nó giống như là một cái giác quan thứ xấu của các anh chị à, ví dụ như là các anh chị có giác quan mắt nè mũi nè miệng nè tai nè cảm giác nè đó đó anh chỉ có năm giác quan đúng không ạ à? bình thường là mình chỉ biết là mình có năm giác quan thôi cái tự nhiên bữa nay vô nghe theo nói rằng là <laughs> có thêm cái giác quan thứ sáu nè trời ơi, nghe sao ghê quá vậy trời ơi, cái này giống người ngoài hành tinh vậy ta hồi xưa giờ tưởng đâu là giác quan thứ sáu là chỉ có người ngoài hành tinh thì bao thanh thiên hay là thanh gì gọi là gì thằng 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 sấm sét tự nhiên bữa nay vô nghe cái gì mà giác quan thứ xấu nghe thấy ghê quá vậy hồi xưa giờ tưởng đâu cái người nào đặc biệt mới có giác quan thứ xấu tự nhiên giờ mình có giác quan thứ xấu có nghe sợ không các anh chị không nha không có sợ nha không có sao nha cái giác quan thứ xấu nó giống như là giống như mắt của mình là một giác quan nè đấy thì đơn giản là cái giác quan này nó nằm ở bên trong thì người ta gọi nó là tâm thức các anh chị ha người ta gọi nó là tâm thức đấy Vậy thì những cái loài động vật khác á Những cái loài động vật khác Đúng rồi Nhiều anh chị nói là phụ nữ hay có giác quan thứ xấu đúng không? Không, không, không. Ai cũng có giác quan thứ xấu hết. Đàn ông, phụ nữ gì cũng có giác quan thứ xấu. Nhưng mà có điều là chị em phụ nữ là hơi hơi tinh vi hơn một chút xíu. Nên là các anh nam nào mà sơ hở, cái là chị em phụ nữ biết lời nha. Ừ, cứ mà sơ hở, là chị yêu phụ nữ biết liền đấy cái gì rằng là không còn yêu mình nữa là ví dụ như đang tơ tưởng một cái cô gái nào bên ngoài là chị yêu phụ nữ biết liền nha là bởi vì sao là cái giác quan thứ sáu của chị em phụ nữ nó tinh vi lắm tinh vi hơn <laughs> ok mà rồi vậy thì những cái cái đó người ta gọi là tâm thức cái gì đó chưa anh chị hiểu được cái ngôn từ chưa người ta gọi là tâm thức còn tâm thức ha anh chị nhớ chưa là tâm thức cái tâm á cái tâm á tâm an trí sáng anh chị nhớ chưa rèn mài sắc tâm anh chị từng nghe câu chưa ạ mài sắc tâm rồi tâm an ký sáng rồi tâm sinh tướng rồi đó à, tâm sinh tướng rồi đó các anh chị Đấy, đó, bây giờ hiểu được cái tâm chưa là cái tâm thức tâm thức của các anh chị nó nằm ở bên trong hay còn gọi là giác quan thứ sáu ok không ạ à? thì những cái loài động vật khác cũng có cái tâm thức này nhưng đối với những cái loài động vật khác thì cái tâm thức nó không có phát triển bằng con người của mình ok không ạ à? và trong cái tâm thức này nó có hai phần các anh chị nhé anh chị nhớ ha nó có hai phần phần thứ nhất là ý thức là 10%. phần trăm phần thứ hai là tiềm thức chiếm 90%. phần trăm rồi ý thức là cái gì đây rồi tầm lâm tà la thế là đang tầm lâm tà la rồi đây nè ý thức là cái gì đây là ý thức là cái sự tỉnh thức của các anh chị đấy Ví dụ như em đang ý thức để nói chuyện với các anh chị nè. Đó, anh chị có công nhận rằng là là năm cái lúc mà mình còn nhỏ đó mình không có biết gì hết đúng không? Đấy, nhưng mà cho đến năm mà mình lớn 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 lên cái mình mới nhận thức được cuộc đời đúng không nè? Có phải vậy? Bây cho em hỏi các anh chị là cái lúc đó thì, khi mà mình còn nhỏ đó thì cái tâm thức của mình ấy, cái tiềm thức của mình thì nó mạnh nó, nó nó, có nhưng mà ý thức của mình không có, nhận thức của mình không có. Các anh chị rõ không ạ? À? Thì À, mình sẽ có 10% ý thức và 90% tiềm thức, ok ha? có nghĩa là 10% ý thức của các anh chị và 90% tiềm thức. Vậy thì cơ thể của các anh chị nó sẽ gì? Ạ? Anh chị sẽ anh, đa phần là các anh chị đang làm việc dựa trên ý thức của mình, đúng không? đa phần là các anh chị đang làm việc dựa trên ý thức của mình. ví dụ ví dụ như các anh chị làm kinh doanh đi anh chị ý thức anh chị ý thức được nha kinh doanh thì phải tìm kiếm khách hàng đấy cái ngày hôm nay anh chị tìm không ra khách hàng cái anh chị nói rằng là ơ thế là hôm nay mình chả bán được cái đơn nào ê quá ê quá đó có nghĩa là anh chị chỉ dùng 10% phần trăm ý thức của mình để mình tìm kiếm khách hàng thôi và mình tìm không ra mình tìm không ra cái mình nói trời ơi e é quá é e quá sao mà kinh doanh gì mà é e thế rồi đó đó anh chị hiểu không thì cái đó anh chị mới dùng 10% phần trăm ý thức của mình thôi đó, có một số anh chị rằng là mới bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh anh chị nói rằng là gì? mới kinh doanh thì chắc là không kiếm được nhiều khách hàng nên là chắc là không có nhiều tiền chắc là không có nhiều lợi nhuận đúng không đây là ý thức đó là ý thức của các anh chị thôi Có nghĩa là mình đang dùng trăm ý thức của mình Để mình nghĩ ra Mình nghĩ nó ra Cái cách để mà kiếm khách hàng Cái mình kiếm không ra Cái mình nói nó ế Mình nói là tôi không làm được Tôi không nghe nhận được Nhưng Nhưng anh chị nhớ nha Nhớ là em dặn nè Là anh chị còn cái gì nữa biết không Mình còn cái đứa nào mình chưa xài nữa nè Còn cái gì nữa biết không mình còn 90% sức mạnh còn lại nữa Chưa dùng Anh chị coi tới 90% sức mạnh còn lại Anh chị lại chưa dùng Wow Cái gì vậy Giờ tôi mới biết Trời ơi tại sao tôi không biết sớm hơn vậy Đúng không anh chị còn tới 90% sức mạnh tiềm thức bên trong cái tiềm ẩn cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong các anh chị chị chưa có sẵn hay trời đó, bao nhiêu số chị nghe tới đây chị thấy hoang mang rồi trời ơi, cái gì vậy? Sao sống nói sớm sao không vậy cho tôi sớm hơn vậy có không ạ à? đó nên là nếu như mà các chị biết sử dụng 90% phần trăm cái sức mạnh tiềm ẩn này thì sao ạ à? thì đừng có nói là mẫu khách hàng nha các chị có thể tìm kiếm ra được nhiều nhiều khách hàng hơn cho mình mình trời chín phần trăm sức mạnh tiềm ẩn mà ừ 90% lận sức mạnh tiềm ẩn bên trong người của mình lận mà được không ạ còn ý thức nó chỉ chiếm 10% thôi các anh chị biết như vậy là được được không ạ biết vậy giống như là gì ạ à? đấy 10 90 phần trăm bởi vậy nên là hồi xưa giờ hồi xưa giờ các anh chị làm cái gì cũng dùng 10 phần trăm ý thức đúng không hồi xưa giờ làm gì cũng 10 phần trăm ý thức đúng không cái ý thì sao xong rồi sao Xong rồi thấy khó quá Sao sợ quá Ôi không làm được đâu kinh doanh là, là thất bại đó Kinh doanh là phá sản đó Kinh doanh là không có khách hàng đâu Ôi này ế quá đấy Rồi không làm được đâu Cái đó không làm được đâu Ô, Cái kia không làm được đâu Ở Cái này đắt thế không mua được đâu Cái kia đắt quá không mua được đâu Ôi chị không làm được đâu em ơi Ôi, Chị không làm được đâu Trời ơi cái đó chị không làm được đâu Đúng không các anh chị có phải là xưa giờ là hay hay vậy không có hay vậy không đấy là bởi vì sao bởi vì mình mình mới dùng có mười trăm ý thức à 90% sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình thì sao? Chưa xài. Nói đi ạ. Chưa dùng. Chưa khai phá. Chưa biết sử dụng. Chưa tăng trưởng các anh chị nghe rõ mà chưa xài chưa tăng trưởng chưa biết sử dụng đấy vậy nên là gì ạ? đó là lý do tại sao mà em theo phải hướng cho các anh chị biết cách dùng thì bao nhiêu ở đây mình muốn cái cách để mà vận sức mạnh bởi chị nghe đấy nên là giờ anh chị đã hiểu được tại sao vậy tại sao mà trước giờ mình có hay có suy nghĩ rằng là ơ cái này tôi không làm được ờ, cái này khó quá ờ, cái này cái này là không làm được đâu kinh doanh là không kinh doanh gì không làm được đâu em ơi trời ơi, làm sao mà gia tăng nhuận được làm sao mà tăng trưởng là nhuận được chứ hỏi ờ, cái đó không làm được đâu trời ơi, cái kia đắt quá thôi cái đó đắt lắm cái đó đắt lắm không có mua được đâu hay là trước giờ mình hay có những câu nói đó không? Thôi cái đắt lắm không mua được Trời ơi khó lắm thôi khó xem làm được Trời ơi cái đó chị chưa bao giờ biết em ơi Khó đó chắc chị cũng làm được rồi em ơi Trời ơi cái kia, Trời nhìn cái kinh doanh không được đâu Trời chị làm được đâu Đấy Khó lắm Trời đăng ký Thôi thôi chị không có làm được cái đó đâu Trời ơi đẹp phải không bao giờ đẹp đâu em ơi Được không ạ à? Cái đó đắt lắm không mua được đâu Trời cái đó đắt lắm Thôi không mua được đâu Trời ơi, cái gì ghê cái gì đất như vậy? Cái gì đắt dữ vậy? Cái gì đắt vậy? Trời ơi, gì đắt vậy trời? Giờ vậy, vậy hả? Trời ơi, khó lắm. Trời ơi, cái đó khó lắm. <laughs> Rồi bỏ nha. <laughs> Là do sao? Ừ. Uhm, do sao à? <laughs> là do gì các anh chị ơi là do là do các anh chị chưa biết cách sử dụng sức mạnh khai phá con người phi thường bên trong của mình nhá nên là trước đây á, là em theo cũng từng như thế em theo rất là hiểu các anh chị trước đây em theo đó từng như thế các anh chị em theo có nhiều nỗi sợ hãi lắm và em sợ nhất là sợ không làm ra tiền sợ thứ hai là sợ cha mẹ mình không khỏe mạnh ở sống mình lâu hơn Sợ thứ ba là sợ không biết làm kinh doanh, sợ gặp khách hàng. Mà ngày hôm nay em gặp các anh chị em có sợ gì đâu. Các anh chị nhìn thấy không ạ? À? Không có sợ gì luôn, bây giờ là em muốn chinh phục mục tiêu nào là em đặt mục tiêu đó hả? À. Rồi em nhìn cái món đồ nào đắt tiền em nói là cỡ này cũng sẽ chinh phục được. Nha các anh chị nha. Nên là anh chị khá là yên tâm nha, em theo cùng với môi trường câu lạc bộ sẽ giúp cho các anh chị khai mở con người phi thường bên trong biết cách sử dụng 90 sức mạnh bên trong của mình được không ạ à? biết cách sử dụng 90 sức mạnh bên trong của mình kể từ giây phút này cho về đi không có sợ gì hết kể từ giây phút này cho về đi tôi sẽ chinh phục tất cả mục tiêu của mình bắn sức mạnh phi thường bên trong tôi tối nay ngủ thuộc câu này giùm em rồi bây giờ các anh chị về nhà là mua giúp em cuốn sách sức mạnh tiềm thức được không được không à mua giùm em cuốn sách này nha Xong rồi mỗi buổi tối đọc một chương trước khi đi ngủ nha Được không nè Đọc sách để có thêm niềm tin Rồi vô đây theo với câu lạc bộ sử dụng hướng dẫn cho cách sử dụng Được không nè Đọc sách thì không có biết sử dụng đâu Nhưng mà đọc sách cho có niềm tin Cho nó có niềm tin Được không nè Một chương một ngày trước khi đi ngủ Nhớ nha là phải trước khi đi ngủ một chương thôi đừng có đọc nhiều đọc nhiều bữa sau nó chán nó không đọc nữa rồi cảm ơn các anh chị bây giờ thì theo phải xin phép nhường các anh chị nhường sân khấu lại chương trình kế tiếp của câu lạc bộ <laughs> ok không ạ à? thì mỗi tối lúc tám giờ rưỡi cho đến 10 giờ thì câu lạc bộ có cái chương trình rèn luyện à, rèn luyện riêng dành cho cộng đồng Đấy, nên là anh chị nào đây mà mình chưa phải là nhóm rèn luyện ấy, thì mình vẫn có thể tham gia được luôn thì các anh chị có thể cho phép mình tham gia dung rèn luyện cộng đồng nếu như các anh chị thấy hay và ý nghĩa thì sau này mình có thể cho phép mình vào nhóm rèn luyện chiên sâu nhá được không nè ok rồi bây giờ theo sẽ nhường cái sân khấu này lại cho cái phần kế tiếp mong đa chúc cho các anh chị có một buổi tối học tập và rèn luyện xúc sắc để đạt được mục tiêu tháng 7 này nha I love you, thank you Bye bye các anh chị nè Rồi bây giờ mình uh, gửi lời cảm ơn Ban tổ chức đi các anh chị ơi Để ban tổ chức có thể chiếu cái phần dung kế tiếp Cho chúng ta nha Rồi Ban tổ chức đâu rồi nha Có biết là ban tổ chức có đang ở đây không Rồi các anh chị có thể gửi lời cảm ơn Ban tổ chức chút theo nha Ok, cảm ơn các anh chị Đời, bây giờ chức đâu rồi, chứ là đang đi đâu mất tiêu rồi Rồi các chị chuẩn bị nước uống nha Như em Theo là chuẩn bị nước uống rồi nè Theo cũng chuẩn bị học với các anh chị đấy Tối ngày hôm nay mình sẽ được gặp Người thầy của em Theo đấy Đây là danh nhân anh Trịnh Quốc Huy Là người thầy của Theo các anh chị ha thì anh ấy là là người cũng là cái người tạo ra cái môi trường câu lạc bộ này cũng đã chia sẻ hàng ngày đều chia sẻ những cái tư duy, công cụ, kỹ năng giúp cho các anh chị gia tăng được nhiệt kế tài chính nè, giúp cho các anh chị có thêm tư duy, có thêm kỹ năng, có thêm kiến thức để mình có thể xây dựng cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn, xây dựng cho mình một công việc kinh doanh tốt đẹp hơn. Đấy và mặc dù là em theo cũng đã sao chép khá là nhiều cái trí tuệ của người thầy của mình rồi. Nhưng mà tối nào theo cũng lựa chọn cho phép mình ở trong Zoom để được nghe anh ấy nói, để được tiếp xúc với với người thầy của mình. Bởi vì em theo biết rằng là mỗi một ngày anh ấy dành tới 8 tiếng đồng hồ để phát triển bản thân. nay nên là em theo tin rằng là bao nhiêu cái tinh túy mà anh ấy học được trong 8 tiếng đồng hồ đó nó sẽ ở trong cái não của anh ấy và nó sẽ sao chép trên này <laughs> khi mà lấy lên vô mình chia sẻ lúc đó chúng ta sẽ được hưởng thụ thay vì chúng ta dành 8 tiếng đồng hồ để chúng ta đọc sách à, lúc thì hiểu lúc thì không thì à, em theo ban ngày em theo sẽ dành 8 tiếng đó em theo để xây dựng công việc kinh doanh em theo làm việc còn buổi tối sao ạ à, mình sẽ dành một tiếng rưỡi đồng hồ để mình gặp người thầy của mình để mình sao chép sao chép đó, đó là lý do tại sao mà trong vòng hơn 3 năm thôi thì Theo có thể sao chép khá là nhiều cái tư duy trí tuệ của người thầy của em Theo. Và em Theo sẵn tiện ban tổ chức đang bỏ rơi chúng ta thì em Theo cũng chia sẻ cho các anh chị một cái ý nhỏ nhỏ. Nếu như mà các anh chị muốn học mà muốn học mà gọi là giúp cho các anh chị mà giỏi nhất á, giỏi nhanh á thì các anh chị hãy nhớ là ghi chép lại Đấy, chị nhớ ghi chép bài lại. Tập trung, lắng nghe, ghi chép. Tập trung, lắng nghe, ghi chép. Đấy, và sau khi mà mình ghi chép bài xong, thì mình nhớ đọc lại và gửi cho trưởng nhóm của mình. Chia sẻ lại cho trưởng nhóm của mình. Bao hiệu quả luôn. Bao hiệu quả cho các anh chị luôn nhớ. Cực kỳ hiệu quả luôn. Và các anh chị sẽ có một cái sự tăng trưởng. Các anh chị sẽ có được cái khả năng tư duy sâu có được khả năng tư duy sâu ha đấy thế này là sau khi mà các anh chị rèn luyện liên tục trong một bảy cho đến hai ngày trong cái dung cộng đồng thôi nha theo chưa có nói là dung rèn luyện chi sâu đâu nha theo đang nói là các anh chị rèn luyện trong dung cộng đồng thôi sau bảy đến hai ngày các anh chị đi ra ngoài kia các anh chị nói chuyện với với mọi người là ai cũng nể các anh chị luôn nể luôn đặc biệt là các anh chị nào mà mình đang ở nhà mà mình có chồng của mình ha chồng của mình mà hay mà tranh cơ các anh chị đó đó bây giờ mà không biết làm sao mình nói chuyện với chồng hết ấy thì mình vô mình rèn luyện đó, là mình về mình nói chuyện với chồng mình là chồng mình nể mình luôn nể luôn chồng là tâm phục bái phục <laughs> hoặc là các anh chị mà hay gọi là đi làm kinh doanh <laughs> ok hay các anh chị đi làm kinh doanh hay là đi đi làm kinh doanh thì mình sẽ hay gặp khách hàng của mình đúng không đó 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 mình mà anh chị mà có được cái khả năng tư duy như thế này nhá. Mình ra mình nói chuyện với khách hàng mình là khách hàng mình nể mình luôn. Khách hàng mình là nể phục mình luôn mà khách hàng mình nể mình á thì họ mới nghe theo mình đúng không? Chứ bây giờ mình đi kinh doanh mà mình nói mày ai nghe hết thì sao bán hàng? Sao bán hàng được? <laughs> các anh chị đó chưa? Rồi các anh chị nào đây mình đang đi làm thuê mà ông sếp của mình không ạ? À? Ông sếp của mình ấy, ông sếp của mình ấy các anh chị trời ơi mỗi lần mà các anh chị đi vô mà gặp sếp của mình nha sếp của các anh chị thì em theo nghĩ rằng là cùng lắm thì cũng sẽ là có tư duy triệu phú triệu phú ra xuống thôi không thể nào mà tranh được đúng không sếp của các anh chị thì cùng lắm là tư duy triệu phú ra xuống thôi thì sao thì tối nào các chị cũng vô gặp chị phú đô la đi, vô gặp xong rồi ghi chép bài lại, xong mình ra mình nói chuyện với sếp mình trời ơi sếp mình bất ngờ luôn trời cái gì vậy, sao nhỏ này nó này nó lại chị ta, sao nhỏ này nó chuyện mà như là người thành đạt chị ta đấy, sếp đảm bảo sếp nể anh chị liền, xong rồi như thế cơ hội công ăn việc làm các chị nó mới thăng tí đấy nên là em chỉ nói rằng làm mới anh chị chứ mới rèn luyện trong dung cộng đồng thôi đó. Còn em chưa nói những cái dung rèn luyện chi sâu rồi nha. <laughs> Được không? Anh đang rằng là hôm nay là ngày đầu tháng nè, danh nhân anh Trịnh Quốc Huy là người thầy của em theo sẽ bắt đầu um, chia sẻ cho các anh chị ha. Um, một cái lộ trình rất là nhiều cái tư duy để giúp cho các anh chị thành công nên là em mong rằng là các anh chị sẽ tập trung lắng nghe ghi chép. Được không? Đấy. Tập trung lắng nghe ghi chép. <laughs> không có đi vệ sinh nha Để có đi vệ sinh thì giờ đi đi chứ lát nữa mà đi vệ sinh thì coi như là nó hết giờ đâu đang nghe hay cái tự nhiên phải đi vệ sinh tự nhiên đang nghe hay cái đi vệ sinh <laughs> là tút lúc luôn lú. đấy không có đi ngủ giữa đường nha mình phải luyện cho mình cái tư duy là đã không bắt đầu thì thôi mà đã bắt đầu thì phải có kết thúc ủa mà sau uh, ban tổ chức chắc bỏ rơi chúng ta rồi sao chả thấy chả thấy uh, bắt đầu gì trơn vậy ta cái phần của em là hết rồi nãy giờ là ngồi lố giờ đó mà thấy ban tổ chức, chức đi đâu rồi chắc là phải kêu gọi đó các anh chị nhé các anh chị hiểu chưa mình phải biết làm gì chưa nhớ cho em nhé là đã không học thì thôi mà đã học thì phải thành công đã không học thì thôi đã học thì phải tự do tài chính <laughs> anh chỉ bước vô môi trường nào á, thì sao cũng được chứ bước vô môi trường này á, thì phải tự do tài chính cho em nhé được không nè học mà cho đến khi nào mà chưa tự do tài chính thì tôi chưa rời môi trường con lạc bộ ok mà tôi chắc thì sẽ bỏ rời chúng ta chứ sẽ... thôi mình uống nước đi các gì chị nhá uống vừa vừa thôi Thôi mà lát nữa phải đi red room nữa. Rồi các anh chị chuẩn bị vỏ chưa ạ? À? Nhớ tập trung lắng nghe ghi chép lại nhé. Thì người thầy của em theo á đã từng bỏ rất là nhiều tiền rồi các anh chị ạ, à? đi học, bỏ rất là nhiều tiền. Đi học uh, từ rất là nhiều người thầy tài giỏi. Thì uh, từ các nhân nhân thành công thì anh ấy bỏ rất là nhiều tiền các anh chị ha nên là anh ấy nghĩ rằng là nếu như mà để cho các anh chị mà đi ra ngoài kia mà để mà thành công á, thì các anh chị cũng phải đi học nhiều như thế thì các anh chị sẽ tốn rất là nhiều tiền mà chưa kể là mình bây giờ mình có tuổi rồi bây giờ hỏi các anh chị là 50 tuổi đời rồi bây giờ đi học chẳng lẽ đi học với khi nào mới giỏi khi nào rồi mới biết rồi khi nào mới làm có thành ra là người thầy của em theo là mới có một cái tâm đó chính là muốn mở tạo ra những cái nhóm học tập như thế này nè để mà chia sẻ lại những cái tri thức mà anh ấy đã có cơ hội được học khi còn trẻ thì những anh chị nào mà mình không có tiền nè mình không có nhiều điều kiện nè mình đúng không anh chị đâu phải ai cũng có điều kiện học các diễn giả hàng đầu thế giới đấy ví dụ như ngày xưa em theo cũng làm gì có cơ hội để được học nên là cũng rất là biết ơn người thầy của em theo đã cho em theo một cái môi trường để em theo được học tập nè được kỷ luật nè được rèn luyện nè và được tiếp cận rất là nhiều những cái tri thức hàng đầu thế giới mà không phải tốn quá nhiều tiền anh chị nên là em mong rằng là anh chị nào ở đây mình tới đây rồi ha đóng đinh đây rồi mà ở tới đây khi nào mình tự do tài chính thì mình mới mới đi đâu đi được không ạ chưa thì thôi đừng có đi đâu hết nhé có nhiều người họ dành cả cuộc đời để họ làm kinh doanh mà không có thành công được mà mình tới đây mình ráng mình kiên nhẫn mình kiên trì anh chị ơi ok không ạ à? rồi Bây giờ chắc là ban tổ chức là chắc xuất hiện rồi thấy các anh chị nhé. Nên là bây giờ mình chắc cũng xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi ngày hôm nay.